Nhân tố bí ẩn 2014, một hành trình đầy gian nan và thử thách. Nơi những thắng lợi và đam mê tràn trề. Thời khắc để thăng hoa cùng âm nhạc. Và đừng ngoảnh mặt nhìn sâu, em mong anh hãy đừng quay trở lại. Chuyện tôi vẽ nắng vàng gửi đến gió ngàn, mang em quay về. Sống đời cuồng trôi lớn rồi sống bên đó. Nhà em đã bỏ làng đi mãi không về. Những tranh cãi sẽ bùng nổ. Tôi không biết bạn nói thật hay là bạn nói dối, nhưng bạn nói rằng bạn muốn nghe những cái lời góp ý thật thì tôi góp ý thật để bạn. Những giọt nước mắt sẽ rơi. Và cuối cùng, chiến thắng chỉ thuộc về người xứng đáng nhất. Quán quân của chương trình Nhân tố bí ẩn sẽ nhận được một giải thưởng chính thức trị giá 500 triệu đồng. Bao gồm giải thưởng từ nhà tài trợ Clouzep và Sersu trị giá 300 triệu đồng. Quý khán giả có thể xem lại chương trình Nhân tố bí ẩn do Đài truyền hình Việt Nam phối hợp cùng công ty Katsisa với sự đồng hành của nhãn hàng Clouzep và Sersu tại website nhântốbíẩn.vn và tham gia bình chọn cho thí sinh có phong cách được yêu thích nhất để có cơ hội nhận được giải thưởng tiền mặt 15 triệu đồng. Thí sinh nhận được nhiều sự bình chọn của khán giả cũng sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt 5 triệu đồng do nhà tài trợ Unilever trao tặng. Và cuộc chiến bắt đầu. Mở màn cho đêm thi hôm nay là ba chàng trai trẻ với ca khúc do chính họ sáng tác. Hãy cùng xem họ chinh phục 4 vị giám khảo như thế nào nha. Bay lên cao. X Time xin chào tất cả quý vị khán giả. X-Factor là một chương trình có nhóm đã quyết định tham gia chương trình này để tìm kiếm cơ hội được gần gũi hơn với khán giả cũng như là những người yêu âm nhạc, đặc biệt là phong cách acoustic của nhóm đã theo đuổi từ khá lâu. Và nhân tiện cơ hội này thì nhóm cũng muốn gửi đến quý vị khán giả bài hát của nhóm sáng tác. Còn sau đấy thì có được gì hay mất gì thì nhóm còn không quan trọng nữa. Cảm xúc của nhóm đang rất là hào hứng. Tụi em xin được giới thiệu nhóm tụi em là nhóm Each Time sẽ gửi đến tất cả quý vị khán giả cũng như là ban giám khảo một bài hát do nhóm sáng tác ạ. Và ba thành viên đây là version mới nhất của nhóm. Chúc may mắn nha. Chúng ta đi bên nhau yêu thương và những ngày nhộn nhịp đam mê. Không gian nơi đây góc phố tấp nập với từng ngày dòng người trôi qua. Xoay không gian lấy hết đã chờ có bao nhiêu điều muốn nói. Sẽ không như là mơ. Ánh sáng ngang mắt chiếu xuống mái tóc em nhẹ nhàng dịu dàng tung bay. Đôi ta bên nhau đôi chân em bên nhịp nhàng hoa bờ cát trắng. Muốn vơi lấy hết vơi lấy trái tim mong manh của điệu nhạc ta hát. Chỉ cần có nhau. That's all we want in life. 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 Giữa ánh sáng tràn ngập nơi này, giữa tiếng sóng tràn về muôn nơi. Anh luôn tin rằng mình sẽ mãi. Lời sau khi đi, ta đưa nhau về bờ cát trắng, ta đưa nhau hòa vào yêu thương, nơi con tim mình nồng nàn khao khát. Rằng mình sẽ mãi. Love you so we Bài hát ai sáng tác về? Của ai? Bài này là nhóm mà cả ba thành viên cùng ngồi với nhau để viết ra. Hay vậy hả? Chắc là ba anh lúc viết bài này là cùng yêu một người hay cùng yêu một cái tâm trạng gì đấy thì phải. Khi mấy anh em viết bài hát này thì cũng có liên tưởng đến một chút cái phong cảnh bờ biển, cùng với lại ba cô gái bikini chân dài ở đây. May quá, ba cô gái. ba cô gái bikini chân dài. Với anh thì anh thấy bài hát vui nhộn, trong vòng có 3 phút thôi mà tụi em làm rất là nhiều những cảm xúc ở trong bài hát, làm phấn khích khán giả và ngay cả những người ngồi đây như bốn chúng tôi chẳng hạn. Tụi em chia bè phối rồi chính phủ rất là tuyệt vời, rất là dễ nghe và dễ chịu. Rất thích cái bài hát này. Còn với Hương thì đây coi như là những giây phút đầu tiên chị biết về nhóm em, về những thành viên này. Và chị nghĩ đây chính là những thành viên mà các em thật sự là có một sự kết hợp hoàn hảo. Và các em rất là hợp với nhau. Em cảm ơn chị Hồ Quỳnh Hương rất nhiều. Và chị rất là vui bởi vì cái phần mở đầu của chương trình ngày hôm nay các em đã rất là chững chạc, rất là tự tin để thể hiện. Và chị nghĩ rằng nếu như cái phần mở đầu đã tốt như vậy sẽ làm cho ngay như ban giám khảo của chúng tôi cũng như là khán giả ở đây thích thú, thì những bạn thí sinh sau có thêm nhiều cái cảm hứng để ngày hôm nay chúng tôi hy vọng là sẽ có rất là nhiều những cái nhân tố bí ẩn mà chúng tôi muốn tìm kiếm. Chúc mừng ba em. Cảm ơn chị Hồ Quỳnh Hương. Các bạn mà chinh phục được cô giáo khó tính Hồ Quỳnh Hương là đã bước qua được nửa chặng đường rồi. Trong cái bài hát của các bạn thì thực sự nếu mà để nghe qua thì không có điểm gì để nói hết. Nhưng nếu để làm một cuộc thi và nghe kỹ thì nó sẽ có một điểm, đó chính là cái bài hát nó tiết tấu nó quá nhanh. Cho nên càng về sau thì cái bài hát nó bị chạy nhịp, nó nhanh hơn rất là nhiều. Nhưng được một cái là bởi vì các bạn hát nhóm mà cái chạy nhịp, các bạn chạy đều nhau, nó không bị so le. Nhưng mà nếu để xét về một trong những nhóm nhạc mà hấp dẫn và muốn tò mò xem là các bạn sẽ sáng tác những bài gì, hát tiếp những cái gì ở vòng tiếp theo, thì tôi phải nói là tôi có tò mò điều đó. Cảm ơn chị Hồ Ngọc Hà rất nhiều. Anh thấy cái bài của tụi em sáng tác hay á. Tại vì là để mà hát một cái bài mới trong một cái cuộc thi mà được rất là nhiều người đón nhận rất là nhanh, đó là một cái thành công. Rồi, biểu quyết thôi. Anh Hương. Tôi đồng ý. Chị đồng ý. Anh Linh. Tôi đồng ý. Và Hà cũng đồng ý. Xin chúc mừng các bạn. Tôi và giám khảo rất nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều ạ. Trang phục độc đáo và cá tính mạnh mẽ của cô gái này dễ dàng gây tò mò với người ngoài ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sự nổi tiếng với chàng trai này cũng trở thành một áp lực lớn khi tham gia chương trình. Bốn vị giám khảo chắc chắn sẽ đặt ra cho anh những tiêu chuẩn cao hơn với thí sinh bình thường. Liệu ban giám khảo có cho họ cơ hội vào vòng trong? Hãy cùng chờ xem. Ain't no sunshine when he's gone. It's no one when he's away. Ain't no sunshine when he's gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away, I know. I know. Oh, you got a little one thing's alone, but there ain't no sunshine when it's gone. Anytime he goes away. Ca khúc này nó chưa đúng với những cái gì mà của Nguyên, chưa đúng với những cái gì của em. Cho nên nếu mà tất cả các giám khảo ở đây và khán giả cho bạn một cái cơ hội, cho em một cơ hội để đi vào trong, thì phải rất kỹ trong việc chọn bài. Nếu em có cơ hội được vòng trong, em sẽ cố gắng theo như lời chị nói, em sẽ chọn những ca khúc máu lửa hơn, có thể là hợp hơn với em như chị thấy, để em có thể chinh phục được khán giả. Với tôi thì em làm tốt hoàn toàn công việc của ngày hôm nay. Hát xử lý như vậy, chọn bài hát khó như vậy, không phải một người đơn giản làm được đâu. Cách biểu diễn của em nó còn hơi cứng. Mặc dù em cũng thấy cũng tương đối cũng tự nhiên nhé, mà nó chưa có tới lắm. Nếu như em được vòng trong, em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Hình như là bạn rất là thích vào vòng trong. Đối với tôi thì tôi chưa có quyết định là bạn có vào vòng trong hay không. Bởi vì bạn không phải là một trang giấy trắng để bạn bước vào đây để bạn thể hiện những cái rất là mộc của bạn. Tức là bạn đã có thể nói là một người chuyên nghiệp. Và nếu như là chuyên nghiệp thì tự nhiên tôi lại phải nhìn một cái cách nhìn nó đòi hỏi cao hơn. Ok, chắc là mình sẽ đưa ý kiến. Chắc chắn là Hà đồng ý rồi đúng không? Chị nghĩ rằng là em còn làm được nhiều hơn thế, cho nên chắc chắn là chị sẽ nói đồng ý. Em cảm ơn chị ạ. Tôi thích cái cách mà mới có một người đồng ý là em đã yeah. Thì cho em 2 lần như vậy thôi. Đồng ý. Chị không phải là cái người đồng ý ngày hôm nay. Tại vì chị em cần có một lời không đồng ý để em sẽ thuyết phục được tất cả mọi người ở đây và em sẽ làm được nhiều hơn. Nhưng mà em vẫn sẽ làm. Yeah! Xin cảm ơn quý vị khán giả. Cho phép em xin được gửi lời chào từ ban giám khảo. Chào các bạn. Ai đây mà vỗ tay kinh khủng đấy nhỉ? Có quen em tên gì không? Dạ, em tên là Trần Nguyên Tùng Anh. Trần Nguyên Tùng Anh. Dạ, vâng. Em hát bài gì? Dạ, ngày hôm nay đến đây em xin được hát ca khúc Nơi Nào Có Em ạ. Em đã đi hát đâu chưa mà nhiều fan thế nhở? Các bạn nói gọi tên Nukan đúng không ạ? Thì mình mới nhớ ra là rất nhiều người biết Tùng Anh. Rồi. Biết rồi. Đã biết sự yêu thích các bạn rồi. Bắt đầu. Vạt áo đã muốn tay em một lần níu kéo, ướt đẫm cơn mưa chiều nay mà chẳng thấy đôi tay mềm ấy một niềm nhớ hoang đường. Biết đến khi nào tan thành mưa lại tìm kiếm trên con đường xưa, tìm nơi nào anh có em. Đường mòn anh đi như đang dài thêm, anh có sai khi cô quên em, nên đắng cay hôm nay anh ghim thật sâu trong tim. Hẹn em một mai nơi ta gần nhau, nơi ấy con tìm luôn bình yên, nơi có em trong giấc mơ anh mơ đến đêm, nơi có em trong giấc mơ anh mơ mỗi đêm. Bạn có quá nhiều cái cơ hội và lợi thế để trở thành một ca sĩ. Giọng hát của bạn ở quãng trung là đẹp nhất. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Bài hát vừa rồi nó vẫn chưa làm đúng hết một Tùng Anh. Mọi người vẫn đang yêu thích, vẫn đang trông đợi. Như anh nói, cái tình cảm và cái tên của mình nó làm áp lực rất là lớn. Anh sẽ đồng ý vì em có quá nhiều fan. Và tiếp theo nữa, anh muốn thấy rằng là cái sự thay đổi của em khi mà nhìn nhận từ những lời góp ý từ các anh chị đi trước đó, sẽ trả lời cho chương trình, cho khán giả khắp nơi xem rằng là em đã tiến bộ lên mỗi một ngày hơn là cái tên mà em đã được dựng trước đó trên online. Em cảm ơn anh. Mặc dù cái kỹ thuật của em nó không phải là hoàn hảo, mà em hát nó rất là nhiều tình cảm, nên là anh cũng khá thích. Cảm ơn. Trước tiên là phải ghi nhận cái sự nỗ lực của bạn. khi mà mình có một cái sân khấu ở trên online thì nó hoàn toàn khác. Và những khán giả đấy là họ nghe ấy, thì có đôi khi vẫn là những sản phẩm nó chưa phải là thực tế, vì qua thu âm nó khác, phải không? Có đôi khi nó vẫn là những cái người ta nói trên mạng, đôi khi có cái những thật và có những cái là ảo. Đấy, vì thế cho nên là bạn cũng cần phải tỉnh táo để nhìn thấy thật sự là mình được bao nhiêu phần trăm của sự thành công rồi. Khi đứng trên sân khấu và diễn rất thật, một cách diễn live như thế này, không chỉ có một số lượng khán giả trẻ ở trên online, mà bạn phải chinh phục được rất nhiều khán giả trên toàn quốc khi xem chương trình này. Vì thế là chuyên môn của bạn, về phần hát của bạn, bạn cần phải đầu tư hơn nữa rất nhiều. Phải đầu tư hơn nữa rất nhiều thì bạn mới thật sự thành công. Thì khán giả mới thật sự chấp nhận bạn với một cái số lượng lớn được. Vâng, em cảm ơn chị. Vậy cuối cùng là anh Hưng. Tôi đồng ý. Còn chị cũng đồng ý cho em một cơ hội vào trong. Anh đồng ý. Em cảm ơn anh. Một lần nữa chúc mừng em, chị cũng đồng ý. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tiếp theo, hãy cùng chờ đón những cá tính âm nhạc sẽ bùng nổ trên sân khấu Nhân Tố Bí Ẩn. Và điều gì đã khiến các vị giám khảo quyền lực phải phản ứng như vậy? Từ từ, bình tĩnh hả? Chào mừng quý khán giả đang quay trở lại với Nhân Tố Bí Ẩn. Trẻ trung, xinh đẹp và cá tính, chúng ta hãy cùng chờ xem cô gái này sẽ khuấy động sân khấu đêm này nha. This makes sense, but you're my hallelujah. Em tên gì? Dạ, em tên Cindy V. Năm nay em 16 tuổi. Em có một cái nét đẹp của Hoa hậu Philippines. Hôm nay em sẽ thi bài gì? Dạ, em sẽ trình bày bài Bang Bang. Rồi, xin mời em ha, chúc may mắn nha. Dạ, em cảm ơn nhiều ạ. Đôi ta chơi bắn súng khơi khơi, chơi công an đi bắt quân gian, hiên ngang anh giơ súng ngay tim. Bang bang, anh bắn ngay em. Bang bang, em ngã trên sân. Bang bang, tiếng súng khi xưa. Bang bang, ta sẽ không quên bao giờ. Music played and people sang. Just for me the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. Until this day I still cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang bang, you shot me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang, that awful sound. Bang bang, my baby shot me down. Seasons come and change the time. When I grew up I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play. Bang bang, you shot me down. Bang bang, I hit the ground, bang bang. That awful sound, bang bang. My baby shot me down. Chào Cindy. Dạ chào. Biết ngay là nói trước mà. Biết ngay tranh nói đầu tiên. Đâu, rồi nói đi mà. Biết ngay là đẹp là đòi nói. Rồi. Em đã chọn cái bài hát này rất là thông minh. Và anh rất là thích cái cách biểu diễn của em, rất là tự tin. Rất là thích. Nãy giờ chắc là em là cái người mà sáng nhất trên sân khấu luôn á. Chúc mừng em. Để nói về phong cách là không còn gì để bàn. Cực kỳ hấp dẫn. Mà cái sự hấp dẫn này nó toát lên một vẻ tự nhiên. Và em nhún rất đúng cái nhịp điệu. Những cái bản bang bang này, nó cái bản phối nó hoàn toàn rất là lạ tai. Em là một cái nhân tố mà hấp dẫn. Và em như một cái làn gió mới, em thổi vào cái chương trình này cho mọi người có thể nhìn thấy một cái thế hệ mới rất là tự nhiên, thoải mái, bộc lộ tất cả những cái cá tính của mình và muốn nói tất cả những cái gì của mình bằng âm nhạc. Và chính vì vậy chị cảm thấy cái tiết mục này hấp dẫn và chị thích. Dạ, em cảm ơn rất nhiều. Khi em vừa kết thúc xong tôi định quay qua để nhìn Hồ Ngọc Hà để bắt lấy cái tín hiệu là có một cái sự đồng cảm, là chúng tôi hay nhìn nhận những cái trào lưu hoặc là những cái phong cách nó mỹ mà nó tự nhiên như thế này. Mọi thứ là rất dễ thương và chắc chắn là chú sẽ đồng ý cho con vô trong. Okay. Trước đây thì chị chỉ thấy là chị Hồ Ngọc Hà ngồi cạnh chị là người quá đẹp thôi. Mà hôm nay thấy em ra là chị phải thốt lên là sao mà em đẹp thế. Khi cái đẹp đấy mà em đứng trên sân khấu em trình diễn một cách tự nhiên ấy, nó rất là duyên dáng, nó sexy. Anh Linh thì, anh đồng ý. Đấy, biết ngay mà. Anh Hương. Anh đồng ý rồi. Chị Hương. Chị thì chị vẫn phải nói một điều là chị rất thích em. Nhưng mà riêng giọng hát thì chị vẫn không thể đồng ý được. Hôm nọ có một trường hợp là cũng nhỏ tuổi và chị Hương khuyên đi về để năm sau đi thi cho vừa chín. Nhưng mà với em á, thì chị thì lại khuyên thế này này. Cái bản năng mà của một cái người nghệ sĩ như này là không phải ai cũng có đâu. Cái này không học được, trường lớp không đào tạo được cái sự tự nhiên như thế. Nhưng giọng hát lại có thể đào tạo được. Là một người trẻ như em, tiếp thu sẽ rất nhanh và thông minh nữa. Cái thế hệ như em cho nên chị nghĩ mời em đi vào vòng trong. Hành trình tìm kiếm những tài năng âm nhạc vẫn đang tiếp tục. Hãy cùng chờ xem thí sinh này có chinh phục được 4 vị giám khảo không nha. Xin kính chào 40 giám khảo và tất cả quý vị. Giữa lời chào với lại tướng đi nó khác nhau. Em tên gì em? Em tên là Bùi Khánh Bình. Em đến từ Kịch Giá. Em 33 tuổi. Em đang làm công việc gì em hả? Thì em cũng có một quán nhỏ kinh doanh ở thành phố Kịch Giá. Đó là mì Quảng Bình 2 tô. Tại thành phố Kịch Giá lấn biển. Bán mì mà có mì chay không để chị ra chị ăn chứ? Tháng 7 em sẽ làm cái đó. Tháng 7 mới có mì chay, tháng cô hồn đó chị. Em thi bài gì cưng? Dạ vâng, em đến đây em thi một ca khúc sáng tác nghệ sĩ Đinh Trầm ca, bài hát dân ca Sông Quê. Mời em, chúc em may mắn. Okay. Sông quê nước chảy đôi bờ, để anh chín dài 10 khờ thương em. những dòng sông chảy tràn trong trí nhớ. Làng em bên lỡ, làng anh ở bên bồi. Mỗi ngày em qua bên này sống đi học, dưới bến con đò chờ trong bóng muôn. Nhánh mù con bướm vàng quanh quẩn, anh bao chiều tan thơ thần qua sông. Em tan trường về con đò trên bến lỡ, áo lùa như mây bay ngược gió sông chiều. Ơi con sông quê, bao năm đã lỡ đã bồi. Đời biển dâu nên anh cũng dạt quê người. Chiều nay bỗng nhớ cây mùa, dòng sông in bóng em chiều thu. Về đây mới biết bên sông không còn mãi nhà ngày xưa. Sống đời cuồng trôi lỡ rồi sông bên đó, nhà em đã bỏ làng đi mãi không về. Mỗi ngày bên sông không còn em đi học, ngọn gió reo buồn buồn trong nhánh buồn. Nhánh mù con bướm vàng không đầu, anh bao chiều tan thơ thẩn qua sông. Con đê trường làng, con đò trên cánh lỡ, cũng vì em xa mà thành điệu nhớ nao lòng. Có bao giờ mà Bình ngồi trong phòng một mình, cái xong là hai người đó nói chuyện với nhau không? Đây là lần đầu tiên hồi nào mà Linh được thấy một cái tiết mục như vậy. Chắc là đây ai cũng phải mất hồn với nhau. Vì là thực ra là những cái trường hợp mà hát vừa giọng nam và giọng nữ là có rất là nhiều rồi. Nhưng mà những trường hợp kia là chúng ta thấy được cả một sự cố gắng để hát cái giọng mái. Nhưng mà ở bạn là không nhìn thấy một sự cố gắng nào hết. Hát là tới giọng nữ, mà hát là tới giọng nam nữa. Mà giọng nữ nó không có nghe, không bị mái gì hết, mà đúng là giọng nữ. Bạn lại rất là bình tĩnh khi mà khán giả có vỗ tay như thế nào đi nữa thì bạn vẫn bình tĩnh hát. Chưa bao giờ mà Hà nói lời là Hà đồng ý cho bạn vào vòng trong mà dễ như thế này cả. Trời ơi. Em ơi, em có thể thử lại một lần nữa không? Đừng nói xa nhau cho tấm hồn đau khổ, đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ. Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng trốn mơ, vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Quá tuyệt vời. Anh rất là thích thú cái tiết mục này. Nếu như mà bây giờ anh mời em đi song ca, em dám mặc áo dài hát song ca với anh không? Được, nhưng mà được bên anh như vậy em sẽ đồng ý. Hồ Quỳnh Hương lấy sao ạ? Hương phải nói thật là dù là ở trong bất cứ cái trường thanh nhạc nào thì như không có dạy cái bộ môn này. Thật sự là bạn tập như nào? Hay là ở bên trong mình nó vừa có một cái sự mềm mại mà vừa có sự mạnh mẽ thì mới hát được như thế đấy. Đấy, đấy. Em nói cái vấn đề ở bên trong. Ôi giời ơi, Hà quá lịch sự. Hà nói là có sự mềm mại, sự mạnh mẽ đúng không? Nó phải có một cái gì là lạ bên trong. Em rất là thích cái dòng nhạc này và thích song ca. Tại mình bẩm sinh cũng chút. Có chút kìa. Hỏi bà bỗng nghe tập trung nói kìa. Mới nghe nói không? Bẩm sinh có chút. Trời ơi. Em ơi, tại vì là cái cuộc chơi này đó, khi mà đi một chặng đường xa em phải thể hiện rất là nhiều dòng nhạc khác nhau. Đó, mà em nói là em thích cái dòng nhạc này không? Mà vào trong này sẽ bị một màu. Em không có sao. Thay đổi không? Không sao, không anh. Em nghĩ là đừng có từ làm từ cho bạn hoang mang. Hà, đừng có thích quá, đừng có... Em cứ từ từ nói. Anh có bị hồi hộp không? Anh có cần em đứng bên cạnh cho anh đỡ run không? Cho anh đỡ run thôi. Được không chị? Đây. Không phải em thích chị Hà anh không? Chắc chắn một điều rằng là Hà sẽ không chọn dòng nhạc trữ tình để hát. Cho nên là Hà có đứng đây không có hợp lắm đâu. Thôi bây giờ nha, ví dụ luôn. Hà làm không được này, anh ví dụ này, bọn em đi theo anh này nha. Người đi ngoài phố, chiều nắng dẫn bên sông. Em hát theo dòng nữ, em hát xem nào. Ví dụ thì song ca nam nữ đó coi. Ví dụ luôn, đá nhỏ ra liền. Em hát câu nữ trước đi, anh hát câu nam cho. Người đi ngoài phố, chiều nắng dẫn bên sông. Người đi ngoài phố, mấy dấu chân lạc lờ. Em đã nói là dòng nhạc khác nhau. Em có nói gì đâu, em chỉ nói tâm hồn chúng ta thôi, anh nhỉ. Tâm hồn giống nhau là nói em là giống gái giống nó đó, không phải đúng không? Thật nhá. Đồng ý. Không cần phải giải thích nhiều nữa, đúng không? Nhưng mà nhá, Hồ Quỳnh Hương nói thật nhá, Hà Hồ quá tự tin và anh Hương thế chưa chắc là anh thích đâu, có khi anh ấy thích anh Dương Khắc Linh đứng bên cạnh cơ. Đấy. Em ơi, thường là những người ở Rạch Giá nhá, người ta đang hát dòng nhạc này hay nè, hát cải lương cũng hay nữa. Em hát cải lương giọng nữ được không vậy? Dạ, miền Tây chúng em là được hết. Thử luôn đi, nếu mà em muốn làm lan, anh sẽ làm điệp cho. Điệp ơi, mai lên trốn thành đô liền cho tôi. Điệp ơi, mai anh lên trốn thành đô, nhà xe rừng rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ, chốn quê xưa em dò gió mong chờ. Quá đặc biệt, được, sợ chưa? Thế thì phải nói nhanh thôi. Đồng ý hay không? 1, 2, 3. Đồng ý. Tiếp theo, một nhóm nhạc cá tính và mạnh mẽ gửi đến gió ngàn. Một màn song đấu vũ đạo giữa thí sinh và giám khảo. Rất tốt. Em rất bản lĩnh. Đứng hát mà nhúng nhảy đơn giản hơn thì không có cửa thắng đâu. Thì chúng em chắc chắn là sẽ có những chiêu trò khác. Thí sinh đặc cũng sẽ nói như thế. Điều gì đã khiến giám khảo Đàm Vĩnh Hưng phản ứng như vậy? Tất cả sẽ có trong ít phút nữa. Chào mừng quý khán giả đang quay trở lại với Nhân Tố Bí Ẩn. Thí sinh tiếp theo sở hữu một ngoại hình trẻ trung và quyến rũ. Với tài năng và sắc đẹp của mình, cô sẽ đốt cháy sân khấu như thế nào đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem nha. Dạ em xin chào ban giám khảo cùng tất cả các vị khán giả. Xin chào em, em tên là gì? Dạ em tên là Thủy Tiên ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi và ở đâu em? Năm nay em 22 tuổi và đang ở Hà Nội ạ. Vậy nhưng mà nhìn em có một bề ngoài rất là nghệ sĩ. Hy vọng giọng hát của em sẽ ngọt như ngoại hình của em nhé. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Where hear my soul, sister. Let me hear your flow, sister. Hey, sister, go, sister, soul, sister, go, sister. He met Mama lie down in old Moulin Rouge, shoving the stuff on the street. She said, hello, hey Joe, you wanna give it a go? Oh, 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 gitchy, yeah, yeah, da-da. Gitchy, yeah, yeah, he. Mocha chocolata, hi-ya. Grill lady mama là. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? He sat in a boudoir when she freshened up. Boy drank on that Manola wine. On her black side she sways down Queens, yeah. Gitchy, yeah, yeah, da-da. Gitchy, yeah, yeah, ooh, yeah. Mocha chocolata, yeah, yeah. Real lady mama love. Sao hát bài này mà không cho một chút gọi là nó bị thiếu mà. Cứ chờ đợi, cứ ngồi đây, cứ đung đưa để mà em nhìn thấy em đưa theo. Xong rồi là chúng ta cùng đưa để bài hát. Nhưng mà không hề nhìn thấy em có một cái điểm gì để thực sự thu hút và làm tới cái bài hát này. Bởi vì khi đã lên sân khấu thì mình phải quên hết tất cả mọi thứ. Anh nghĩ Hà cho cô ấy một bài học thị phạm đi. Khán giả có thể vỗ tay cho Hà lên không nào? Một vài động tác để hướng dẫn cho em nói vào nghề. Em bảo anh nghe. Không phải. Em mặc váy này làm sao em nhảy được? Cái gì vậy? Come on. He met Mama Fly down in old Moulin Rouge, shoving the stuff on the street. She said, hello, hey Joe, you wanna give it a go? Oh, oh, oh. Gitchy, yeah, yeah, da-da. Gitchy, yeah, yeah, ee. Mocha chocolata, yeah, yeah. Real lady. Quá tuyệt vời, quá đã. Có em lên trên đấy thì mọi người có thấy bạn này khác hơn chút không ạ? Anh Dương Khắc Linh đấy nói quá đã là ai? Hai người đã. Hai người nữa đã. Quá tham quá. Tham lam quá. Bài hát máu lửa như vậy em có những động tác nó kích thích hơn. Thay vì cứ vuốt tóc về cái kiểu đó nó xưa rồi. Những cái cách của chị Hà chỉ cần mà đó như vậy thôi là làm người ta phải phấn khích lên liền. Bước vào trong sân khấu này em chỉ có 3 phút để tỏa sáng thôi. Đó, không có cơ hội làm lại đâu. Còn chị nghĩ rằng là với cái giọng hát và ngay kể cả cái phần trình diễn của em thì thật sự là chắc cũng chưa đủ thuyết phục chị. Có Hà trên sân khấu là nó khác liền. Để anh nghĩ là em cũng có cảm giác đó. Cái giọng ca của em thì cũng ok lắm. Em tập thêm về cái cách biểu diễn. Không phải là đòi hỏi mình máu lửa là mình phải quằn quại ở trên sân khấu. Máu có nghĩa là từ bên trong, từ bản năng của một người nghệ sĩ thực sự. Vì phải từ bên trong thì mình mới có thể lôi kéo được khán giả. Nếu em đã lựa chọn cái dòng nhạc đó là cái phong cách của mình thì em cần phải tập nhiều hơn. Mình phải cảm nhận được cái nhạc để mình hát. thì lúc đó mình mới dám chạm tới hai chữ thành công thể hiện cái ca khúc đấy. Và chị nghĩ rằng là em có thể mạnh mẽ hơn và tự tin hơn, quyến rũ hơn, và mong là một thời gian sau gặp lại em thì em sẽ khác so với bây giờ. Vâng, cảm ơn em sẽ cố gắng ạ. Đưa ra quyết định nha. Linh Thâm có đồng ý? Anh cố lên. Chưa thuyết phục anh lắm. Cho em cũng chưa thuyết phục được chị. Một lần nữa cảm ơn em rất là nhiều nhé. Cảm ơn em. Nối tiếc vì cái phần thể hiện của mình chưa được tốt để có thể thuyết phục được ban giám khảo. Có lẽ là do mình chưa được luyện tập nhiều, mình chưa được gọi là chỉ dẫn gọi kinh nghiệm trên sân khấu, và có lẽ là mình sẽ cố gắng hơn trong những lần khác ạ. Ca khúc Nắng Chờ, cái bài hát thuộc chất funky, bọn anh hát trên nền nhạc có sẵn rồi, khá là sôi động. Xin chào tất cả các bạn, chúng tôi là X Five, tôi là Phạm Tiến Mạnh, tôi là Minh Tiến, tôi là Xuân Sơn. Xin chào ban giám khảo và tất cả quý vị. Nhóm em tên gì? Nhóm em là nhóm X-Factor và xin gửi đến ban giám khảo như tất cả quý vị ở đây một ca khúc rất sôi động, ca khúc mang tựa đề là Nắng Chờ. X-Factor là hồ sơ bí ẩn à? Đâu bí ẩn đâu, Xuân Sơn quen thuộc mà. Hôm nay Xuân Sơn cùng với nhóm mình sẽ mang lại cái gì đặc biệt không? Nhóm thành lập lâu chưa? Dạ, nhóm thì cũng mới thành lập thôi ạ. Thì được biết đến chương trình này sẽ tổ chức thì nhóm mấy anh em chơi với nhau đã tụ tập lại và nghĩ là cả ba sẽ thành lập một nhóm và sẽ đi thi, chắc là sẽ mang lại nhiều cái thành công hơn. Rất là mong xem là X-Factor sẽ hát như thế nào đó. Cho ngày xuân tới, để cho tia nắng ngâm áp nhẹ rớt trên khung cửa trước thêm nhà. Ngày đã sang à, từng ô cửa khép đang dần thức giấc, chờ mong ngày mai kia đang tới, nhẹ bước chân qua thềm. Và em ơi, em là mây hay là cơn gió mới? Ngồi vào đây tôi cho tôi ngần nơi, cho tôi từng phút mong chờ. Ngày sắp qua, ngày sắp qua, hey. Thời gian trần bước căn nhà hoang vắng, từng giây từng phút ngồi trong nhau, hình bóng ai chưa về. Đời ai có ngang qua một sớm mai, cho tôi gửi cơn mê dài rằng mây cứ trôi gọi nắng dần sang, còn tôi chờ em đợi em hoài không thấy. Chờ tôi vẽ nắng vàng gửi đến gió ngàn mang em quay về, chờ tôi viết nốt nhạc gửi theo phím đàn nhắn tôi nhớ em. Chờ tôi vẽ nắng vàng gửi đến gió ngàn mang em quay về, chờ tôi viết nốt nhạc gửi theo phím đàn nhắn tôi nhớ em. Chờ tôi vẽ nắng vàng gửi đến gió ngàn mang em quay về, chờ tôi viết nốt nhạc gửi theo phím đàn nhắn tôi nhớ em. Rất tốt. Tụi em hát, ba người hát rất hay. Hát bè cũng rất là hay, phối bè tốt. Sung chỉ cái là nó thiếu một cái, đại khái là phải lên sân khấu là phải là một nhóm chứ không phải là mỗi người đi một nơi nha. Mà ngoài ra cái đó thì anh thấy rất là tốt. Chúc mừng tụi em. Thực ra là không có gì nghi ngại hết trơn, bởi vì đây chính là cái sự lựa chọn đúng nhất của Sơn. Bởi vì có những người có thể hát rất là hay nhưng mà khi đứng ở trên sân khấu thì lại không tạo nên cái sự sức hút. Nhưng biết đâu khi mà thành lập một cái ban nhạc như thế này, hát không có điểm gì để chê hết. Tất cả các bạn đều cho mọi người nhìn thấy được cái chất ở trong mình. Và một cái bài hát này là hoàn toàn khó hát, nhưng mà các bạn đã bẻ phối rất là nhịp nhàng. Và Hà thực sự rất là thích tiết mục này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn chị. Rất nhiều nhóm khác đang có nhiều cái nguy cơ lạ lùng, bí ẩn và họ diễn hay lắm. Đó, cho nên là chị đứng hát mà nhún nhảy đơn giản thôi thì không có cửa thắng đâu. Phải thay đổi, phải làm rất là nhiều thứ khác nhau nữa. Anh nói một cách nghiêm túc, rất nhiều. Bọn em nghĩ là nếu mà có cơ hội đi tiếp thì chúng em chắc chắn là sẽ có những chiêu trò khác để gửi đến tất cả quý vị. Và thí sinh nào cũng sẽ nói như thế sau khi mà thi xong. Và anh nói trước là người ta sẽ không có cơ hội làm lại lần nữa. Cho nên là rút kinh nghiệm. Đó là những điều anh thấy anh sẽ nói cho tụi em để em rút kinh nghiệm thôi. Nhá. Còn quyết định sau, còn chờ chị Hồ Quỳnh Hương phân tích sau đã. Riêng chị thì chị lại đánh giá cao nhóm nhạc này. Chị lại thích. Tại vì là bọn em hát là bọn em rất bản lĩnh. Nhất là cái đoạn lên tông. Em tăng tông và mọi người bắt được bè vào ngay, đấy là một cái rất khó. Bài hát này cũng như cái hòa thanh không dễ dàng chút nào để mà hát bè. Nghe được cái hòa thanh, hát cái hòa thanh nó rất là khó, rất là trúc chắc. Đương nhiên là để nói rằng là bọn em hoàn thiện 100% thì để hát trên cái nền nhạc này thì rất là khó. Bởi vì nó không phải là những cái nhạc dễ nghe, những cái bài đơn giản khác. Nhưng mà với những cái bài khó như vậy mà ba em làm được cái điều này thì chị lại rất là hoan nghênh. Chị lại rất là chúc mừng cái phần trình diễn của các em. Đương nhiên là những vị giám khảo khác thì lại trở thành khó tính rồi. Nào, bây giờ anh Linh. Dạ, Linh đồng ý. Hà đồng ý. Chị đồng ý. À, vậy là ba cái đồng ý rồi. Có thêm một cái đồng ý nữa, vui không? Quá vui. Thế thì cho em một cơ hội. Như lời Xuân Sơn nói, sẽ khác hơn, sẽ làm chiêu nhiều hơn và sẽ hay hơn. Chiêu nhưng mà đừng mất cái chất này nhá. Ok, chúc mừng. Tôi sẽ rút kinh nghiệm từ những cái lời đánh giá của ban giám khảo và sẽ tiếp tục cố gắng để gửi tới tất cả quý vị khán giả cũng như ban giám khảo một phần trình diễn thật tốt hơn nữa. Tiếp theo, những cô gái xinh đẹp sẽ bước vào một thử thách to lớn. Những tranh cãi sẽ bùng nổ. Tôi không biết bạn nói thật hay là bạn nói dối. Nhưng bạn ý bạn nói rằng bạn muốn nghe những cái lời góp ý thật thì tôi góp ý thật với bạn. Bạn muốn hỏi là tại sao sau cuộc thi đó mà bạn vẫn chưa có một cái con đường thành công. Có đúng là như vậy không? Ai sẽ chinh phục được 4 vị giám khảo khó tính? Tất cả sẽ có trong ít phút nữa. Còn bây giờ là thời gian dành cho quảng cáo. Chào mừng quý khán giả đang quay trở lại với Nhân tố bí ẩn. Ba cô gái này có những điểm tương đồng thú vị và cơ hội đến với sân khấu Nhân tố bí ẩn hôm nay của họ sẽ mang đến cho 4 giám khảo một quyết định đặc biệt. Ngồi lại nhấp chén say, lắng trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoát rơi, muốn quên đi những phận bèo trôi. Chừng người nơi ơi về đây mang theo dấu yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Và một ngày nắng như hôm nay, mây từ trên cao xa ngang trời, lời yêu thương còn như ngừng lại, phải dấu yêu ta từng trao như cà phê đắng để mỗi giây không còn. Tình yêu đôi ta trong veo như giọt sương mai vương vai em gầy, em sẽ giữ mãi mãi kỷ niệm tinh khôi khi ta về đây. Lời em hát, lời anh hứa trao yêu thương mãi muôn đời. Hãy đi bên em để yêu thương được bay cao, lại gần hơn nhé anh. Chị thì chị thấy là ở Ly á, có một sự nữ tính và duyên dáng, nghe rất là dễ chịu. Nhưng mà tất nhiên là chắc Ly cũng đã từng đi hát thì Ly biết là trong cái bài hát của mình cũng sẽ có những cái lỗi. Em hát gần như là trông chênh, cái hơi thở em không có. Để Ly đi về là rất là phí. Nhưng nếu mà để Ly ở lại thì Ly sẽ làm thêm những gì đây? Em có ngoại hình để làm ca sĩ được, mà quan trọng là có kiểm soát được độ cao của mình, nó đều đặn và thường xuyên. Thật chắc ăn như cái đàn piano không, nó không bị chênh dây hay không. Và cái đoạn sau khi mà nó chuyển hòa thanh một chút á, thì bạn hơi bị phân tâm. Chính vì cái sự phân tâm hát ở trong bạn, em Hà cũng phân tâm là không biết là trường hợp của bạn sẽ như thế nào đấy. Nếu mà như giọng hát của em ấy, thì để mà người ta hát lên mà người ta nghe thấy, người ta biết ngay giọng hát mình, tức là chị nói về cái con đường dài ấy, thì rất là khó. Nhưng mà chị nghĩ em vẫn có thể làm tốt hơn nếu như em có một cái sự trợ giúp nào đó. Thật ra thì tụi anh cũng đang trong vòng lựa chọn. Tụi anh sẽ là những người kinh nghiệm, thấy rằng là nên đặt em vào trong một cái vị trí này, thì những cái điều đó nó sẽ mang lại nhiều cái điều lạ lùng hơn, mới mẻ hơn. Nếu như em đồng ý đem em vào trong, gắn với một bạn nữ nữa hoặc là hai bạn nữ nữa để tạo thành một cái nhóm thật là hot, thì tại sao mình không làm? Ở trong chương trình, format của chương trình là được quyền như vậy, thì chị nhìn thấy lại nếu như em được kết hợp với những cái bạn có cái giọng hát, thì các em nếu mà đều đều như nhau thì đôi khi lại tạo lên những cái sự mới mẻ và cái thú vị cho cuộc thi. Trong chương trình này bọn chị cũng đã lựa chọn được ra rất là nhiều bạn nữ trên trung bình và khá và rất xinh đẹp và hát ok. Tức là em có muốn vào nhóm nhạc nữ không? Với cái chuyện mà mình được hát đơn ca hay là hát nhóm hay là song ca gì đó thì nó cũng không quá quan trọng, mà là mình quan trọng là mình được thể hiện cái đam mê của mình trên sân khấu thôi. Em biết là giọng của em rất là yếu, vì thế nếu như được vào nhóm thì tốt quá. Dạ vâng, em đồng ý ạ. Vâng, em thì chúng tôi đồng ý để cho em vào trong với nhóm nha. Mặt của Ly rất là xinh, hợp cho một cái nhóm nữ. Người ta đang hỏi là có đồng ý vào nhóm nhạc không, mà khen mặt xinh. Rồi thế thì em chuẩn bị vào một nhóm và anh Dương Khắc Linh sẽ đặt là nhóm xinh. Rồi đi vào chuẩn bị vào phòng trong. Cảm ơn Khắc Linh rất nhiều. Em hy vọng là nếu mà vào một nhóm nhạc thì sẽ có nhiều cái mới hơn ấy, và hy vọng là khán giả sẽ thích. Cái việc kết hợp nhóm nó có khi lại hay hơn. Nhóm hát đầu tiên do chính tay ban giám khảo lựa chọn đã xuất hiện. Hãy cùng đón xem họ sẽ tạo được bất ngờ gì trong vòng thi tranh đấu sắp tới nha. Đến với cuộc thi thì thật sự là đối với mình thì mình không còn quá trẻ nữa. Thì Pha Lê có lẽ sẽ dùng cái sự cổ điển cũng như là kinh nghiệm mình đã từng đi diễn ở khắp nơi để thể hiện bản thân mình trong cuộc thi này. Hello. Em xin chào các anh các chị, xin chào tất cả các bạn khán giả. Em tự giới thiệu em tên là Pha Lê. Xin chào đồng nghiệp, đúng không ạ? Chào em. Pha Lê, sao đi thi chi vậy? Câu hỏi này thì rất là nhiều người hỏi, không phải chỉ một mình anh Hưng ạ. Có một cái điều là em đã học tiếng Pháp 16 năm và chưa bao giờ em có dịp hát tiếng Pháp trước mọi người. Và em rất hy vọng đây là cái dịp để em có thể dùng một cái ngôn ngữ khác để truyền tải cảm xúc của mình. Anh mong là em sẽ dùng tất cả những bản lĩnh lâu nay của một Pha Lê để tỏa sáng 3 phút để cho giọng hát của em được đẹp như một viên Pha Lê. Yeah. Và em xin gửi tới tất cả các anh, các chị cũng như tất cả các khán giả một ca khúc trong vở nhạc kịch Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà, Le Temps de Cathédrale. C'est une histoire qui a pour lieu Paris la Belle, en l'an de Dieu 1482. L'histoire d'amour et de les yeux. Tous les attraits, les anonymes, de la swim-tu ou de la rime. Tantôt rendez-vous la tranquille pour les ailes l'avenir. Bonne nuit, le temps des gâtés. Sao? Nhẹ người chưa? Em biết là em hát lệch nhịp. Không sao, đôi khi nó lệch nhịp một chút nhưng mà mình cứ feel thì theo cách của mình cũng không sao. Theo như Hà được biết là trước đây Lê hình như hay hát những cái phong cách sôi động, nhạc sôi động đúng không? Dạ em cũng có, nhưng mà thật sự thì em vẫn thích hát pop ballad nhất. Tại vì em cảm giác em có thể đứng một chỗ mà hát, mà không cần phải dùng nhiều thứ xung quanh mà có thể truyền tải được đến mọi người, thì thật sự em vẫn thích hơn. Thế Hà nghĩ là với cái phong cách như ngày hôm nay, Hà nghĩ là hợp với cả Pha Lê đấy. Trong cái bài hát này thì Pha Lê hát có cảm xúc. Và đoạn đầu thì nghe lại hơi mờ, mà đoạn sau thì lại hơi chơi với một chút xíu. Mặc dù để tổng thể nguyên một cái bài thì Hà nghĩ rằng là Hà vẫn thích cái tiết mục này. Tuy nhiên là nếu mà Pha Lê, hôm nay Hà nói lời đồng ý, thì đi vào vòng trong thì Pha Lê phải cố gắng nhiều hơn nữa. Dáng dấp đẹp, khuôn mặt đẹp và cái bản lĩnh để xử lý bài hát, để chọn một bài tình ca sâu hơn là những cái trước đây em đã từng chọn, thì anh nghĩ là một sự thay đổi thuyết phục và hợp lý. Anh nghĩ là em phải tiếp tục cho cái giọng mình nó thêm lực một chút xíu nữa, nhá, nhúc con đoạn lên cao là tuyệt vời. Em biết là hôm nay em hát không có tốt, tại vì đến bây giờ chân em đứng nó còn không vững nữa. Nhưng mà em cũng không biết rằng là khi mà mình đứng trước bao nhiêu khán giả, mình đã hát bao nhiêu lần mà chưa bao giờ cảm thấy nó như thế này. Là gần như mình đánh cược và khi mà mình thực hiện, em thậm chí em còn sợ đến mức độ là em không nghĩ rằng em có thể hát được trọn vẹn bài này hôm nay. Cho anh thẳng thắn luôn nha, anh không có thích cái tiết mục của em lắm, tại vì là em chọn một bài hát nó quá khó so với em. Giọng ca em tới đây mà cái bài hát nó cần một cái giọng ca tới đây lận. Anh có cảm giác là với những cái gì mà em đã chọn, cái bài hát và cái quần áo của em, cái bài hát rồi nó không có đúng thật, nó không thật lắm, em đang muốn cố để mà tạo ra một cái ấn tượng gì đó mà nó không phải đúng cái bản thân của em, cho nên là nó sẽ bị lộ ra liền, người ta sẽ thấy liền. Nên mà lần sau mà em có đi thi thì phải đúng là bản thân của mình, nó hay hơn. Cảm ơn em. Chị thì bây giờ chị nhận ra Pha Lê rồi. Trời, bây giờ mới nhận ra bà. Xin lỗi, em hơi chậm tí xíu, phản ứng hơi chậm. Nếu như trong cái bài hát của em lên tông tới 1, 2, 3 phải không? 3 lần lên tông hả? Thì chị muốn là trong cái bài hát đó 3 lần em phải xử lý các khác nhau. Cái này á, đấy là cái gọi là bí quyết trong khi mà mình trình diễn, để cho khán giả không cảm thấy nhàm chán. Ví dụ như lần đầu và em bị lần nào cũng, chị không nhớ giai điệu ha, chị ví dụ em cứ luyến thì 3 lần em đều như vậy. Nhưng nếu chị đến đoạn cao trào mà em mạnh ra thì em phải cho người ta cảm giác như là wow, nó dồn ra gà. Và trong cái bài này, quan trọng nhất là những cái lần mà mình có điểm nhấn. Cái lần thứ 3 là cái lần quan trọng nhất, thì em lại bị trịch nhịp, em bị căng thẳng. Còn đương nhiên chị nghĩ rằng em đã nói lên cái áp lực của chị. Một người chuyên nghiệp như em mà đứng trên sân khấu mà em chảy nước mắt bởi vì cái sự căng thẳng thì chị lại rất là yêu quý về điều đó. Vì em rất có ý thức khi đến cuộc thi này. Vậy thì mọi người sẽ cùng cho bạn ấy ý kiến nhé. Anh Hưng sao ạ? Anh là giám khảo thân thiện nhất hành tinh này, nên là yên tâm, anh đồng ý. Chị đồng ý. Và mình cố gắng vào chuyên môn nhiều hơn. Anh rất xin lỗi, anh không có đồng ý. Để nói không đồng ý với bạn thì thực sự là hơi quá đáng. Hơi quá đáng bởi vì bạn không đến nỗi mà phải bị đi về ngay từ cái vòng đầu tiên như thế này. Thì Hà cũng nói đồng ý để bạn có cái cơ hội vào vòng trong. Tôi tên là Đinh Nguyên, đây là lần đi thi kỷ niệm 10 năm đi thi. 2004, đó là năm đầu tiên bản thân của Đinh Nguyên lần đầu tiên đi tham dự tiếng hát truyền hình. 10 năm rồi, kinh nghiệm rung vẫn còn. Và như Nguyên thi là thắng mà đúng không? Giải nhì đấy. Em giải thích cái quyết định của mình đi. Em có tên nè, em có công việc, em có show diễn. Vì cái gì hấp dẫn ở chương trình này mà em lại dám đặt cược cái tên của mình như vậy? Sau cái cuộc thi tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cho đến bây giờ thì cái tính hiệu quả của cái công việc thì nó không có được suôn sẻ và thuận lợi lắm. Và em mong muốn rằng là khi mà mình đến với cái chương trình ở đây, em mong muốn được học, em mong muốn được mọi người đánh giá và mở ra cho em thêm những thứ mà chính bản thân em chưa thấy. Quả nhiên là một người từng trải, bản lĩnh. Hôm nay em sẽ đem bài hát gì tới? Bài hát ngày hôm nay em đem tới sẽ là một bài hát bất hủ của Tom Jones, Delilah. Xin mời bạn. I saw the light on the night I passed by her window. I saw the flickering shard of love on the blind. You see me, I watch when out of my mind. My Delilah. Why Delilah? I could see that girl was not good for me, but I will not lie a slave that no man could free. Tôi nghĩ rằng là tôi cũng như tất cả các vị giám khảo ở đây cũng như chương trình là rất cảm ơn các bạn mà đã là ca sĩ chuyên nghiệp mà lại tiếp tục đi thi. Các bạn rất trân trọng chương trình này cũng như là trân trọng 4 giám khảo của chúng tôi. Còn điều thứ hai, vì bạn nói rằng bạn muốn đến đây để học hỏi và để có thêm những cái kinh nghiệm, để bạn muốn hỏi là tại sao 10 năm rồi sau cuộc thi đó mà bạn vẫn chưa có một cái con đường thành công. Có đúng là như vậy không? Bạn vẫn chưa tìm thấy khán giả của mình. Nói như vậy thì có lẽ rằng là hơi thiếu sót, bởi vì bản thân của Đinh Nguyên cho đến bây giờ cũng vẫn được rất là nhiều khán giả trong cái dòng nhạc tiền chiến và trữ tình quan tâm và yêu mến cho đến bây giờ. Cái định hướng chính của Nguyên sau cái cuộc thi tiếng hát truyền hình đó vẫn là dòng nhạc ballad trữ tình. Và cho đến bây giờ thì thực sự rằng là mình muốn mở rộng và hy vọng rằng là mình có thể làm được nhiều điều tốt hơn như thế nữa. Ngay sau cuộc thi tiếng hát truyền hình đúng không? Thì bạn nói là bạn hợp với lại dòng nhạc pop ballad. Nhưng mà sau đó thì bạn lại nói là khán giả yêu mến bạn ở dòng nhạc tiền chiến. Thì Hương không biết là bây giờ bạn sẽ định hướng theo cái dòng nhạc nào. Chính vì cái sự lanh quanh đó mà bạn chưa có một cái đích để bạn hướng tới. Vì vậy mà khán giả của bạn nó sẽ bị chia nhỏ ra. Và Hương cũng muốn nói là trong một cái bài hát bạn có bao nhiêu sức lực ở trong bài hát, là bạn gần như là bạn phô cái sự khỏe của bạn ra. Nó không có cái sự to nhỏ, nó không có sự xử lý. Và bạn đang hát bằng trải nghiệm. Và khi không có tâm hồn thật sự thì bạn khó để có thể xử lý cái bài hát đấy. Nó có hồn để đến với cái trái tim của người nghe. Hà là nhỏ tuổi hơn anh. Thật khó để đưa cho anh lời khuyên. Nhưng mà để trên tinh thần là một khán giả thì rõ ràng là anh là một bằng chứng cho mọi người biết được rằng là hay vẫn chưa đủ. Khi anh hát thì sẽ thấy rằng là sạch sẽ, hát hay. Nhưng khi hát xong rồi nhớ anh không thì có lẽ là không. Cho nên là em cũng rất là xin lỗi khi mà đưa ra một cái lời nói rất là thẳng như vậy. Linh nghĩ cái thời gian mà 10 năm mà anh đã làm ca sĩ rồi nó chưa có dài đâu. Anh còn nguyên cả đời sống của anh để mà tìm cái bản thân của anh. Là em là ca sĩ cũ hay ca sĩ mới hay là thí sinh nào, em đã hoàn thành tốt bài thi của ngày hôm nay. Anh đồng ý đưa em vô trong. Ok, tôi nghĩ là tôi cũng đồng ý để cho bạn đi tiếp vào vòng trong. Cảm ơn chị. Để bạn có cơ hội tiếp. Xin lỗi, Linh không có đồng ý. Theo Hà nghĩ thì với cái giọng hát của anh thì anh có cơ hội để đi vào vòng trong để tìm chính mình. Đây mới là cái điều tuyệt vời của X-Factor. Thế thế nào? Có nhiều điều phải suy nghĩ. Lại hát thôi. Tiếp theo, hai cá tính âm nhạc cùng những tình huống vui nhộn, bất ngờ và thú vị. Cũng lâu lắm rồi, anh chưa thấy ca sĩ nào có cái đôi chân đẹp như thế. Chương trình thì nó có rất là nhiều những trường hợp mà mình thực sự là mình bất ngờ. Tại sao mà vợ lại dại thế? Sợ mất chồng à? Đốt nhà người ta nữa. Hay quá ha, vợ tóc ngắn, chồng tóc dài. Trời ơi. Chào mừng quý khán giả đang quay trở lại với Nhân tố bí ẩn. I wanna be rich and I want lots of money. I don't care about clever, I don't care about funny. Tôi tên Lâm Ngọc Đức, năm nay tôi 30 tuổi. Công việc thường ngày của hai vợ chồng là sản xuất ra muối tôm, tép sấy và tương hộp, đi giao cho khách hàng ở Sài Gòn và ở các tỉnh lân cận. Tình cờ là hai vợ chồng tôi bữa đó là đi làm, rồi đi ngang thấy cái cuộc thi X-Factor ở đường Cộng Hòa đó. Rồi ảnh mới nói em ơi cho anh thử thi thử đi. Cái tôi mới nói là trời ơi mình đi bán mà thi đâu có thời gian đâu. Cái ảnh mới nói thôi cho anh đi thi một buổi thôi. Rồi tôi mới nói với ảnh là thôi anh đi thi đi rồi em thì ở nhà em bán. Đức có cái đam mê sở thích ca hát từ rất nhỏ rồi. Mình chỉ mong là mình mang lời ca tiếng hát để mình được hát trên sân khấu để cho vợ con thấy, hoặc là hàng xóm được thấy này mới vừa lên tivi hôm qua. Mình cảm thấy như vậy là mình cũng đã vui rồi. Anh thích ca hát gì đó, em có chịu lấy anh hôn. Tôi mới trả lời là tôi mới nói là tại vì em mê, em thích anh hát như vậy em mới đồng ý lấy anh. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để cho vợ và con tôi được tự hào. Wow. Em xin chào ban giám khảo. Chương trình này nó có rất là nhiều những trường hợp mà mình thực sự là mình bất ngờ. Anh đang đón chờ một cái câu nói arigato gozaimasu. Em tên gì em? Dạ em tên Lâm Ngọc Đức. Năm nay em 30 tuổi. Quê em ở Bạc Liêu. Wow. À, công tử Bạc Liêu, công tử Bạc Liêu. Ngạc nhiên quá. Em làm công việc gì? Dạ, em làm tiếp thị ở Sài Gòn. Tiếp thị dầu gội đầu hả? Dạ, tiếp thị về thực phẩm anh. À, dạ. Thực phẩm ăn cái gì để cho tóc đẹp như vậy đúng không? Tóc sâu dài nhanh vậy. Rồi, hôm nay em thi bài gì? Dạ, hôm nay em dự thi bài hát Anh Còn Nợ Em. Khoan, đã thế ra có gia đình chưa? Có người yêu chưa? Mà hát bài có thế Anh Còn Nợ Em. Dạ em có vợ và có con được 4 tuổi. À vậy hả? Wow. Thế là thôi được rồi. Thế là các bạn gái ở đây wow, giọng trầm mặn sướng. Bây giờ chắc là mời em trình diễn đi. Tập trung nha. Công viên ghế đá lá đù chiều êm. Anh còn nhớ em, dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ, con sông em đêm. Anh còn nhớ em, chim về núi nhạn, trời mơ mưa đêm, trời mơ mưa đêm. Anh còn nhớ em, nụ hôn vội vàng, nụ hôn vội vàng, nắng trôi qua rừng. Anh còn nhớ em, con tim bối rối, con tim bối rối, anh còn nhớ em. Và còn nhớ em, cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ, anh còn nhớ em. Đây là con em. Này em bé, đang chỉ ai? Có ai trong đấy? Wow. À, bà xã hả? Thế đấy. Nhìn hay quá là... ha. Vợ tóc ngắn, chồng tóc dài. Trời ơi, hay ghê luôn. Thấy lạ, hai này đổi tóc với nhau trời. Rồi, con gái đứng xuống cho ba thợ chút xíu nè, rồi. Trời ơi. À, rồi, bế. Thôi, hốt hàng lên đi. À, em biết chồng em hát lâu chưa? Dạ, em quen chồng em biết cái chồng em yêu thích hát. À. Có hay hát cho vợ nghe không? Cái mà anh còn nợ em đấy là nợ cô này hay là nợ cô nào? Đốt nhà người ta. Thật ra thì không, anh ngạc nhiên là em giống như một người Nhật chứ không phải người Việt Nam. Em trai thí sinh á, giọng hát của em thật ra thì ở mức độ nghe rất có thiện cảm, trên trung bình 2 đến 3 điểm. Chứ còn để đòi hỏi mà bài hát này nó sâu hơn và nó khó hơn nữa thì phải cần thiếu tới 2 điểm nữa mới đủ. Đó. Cho nên là em là một hiện tượng lạ đối với chương trình. Với ngoại hình đó, với cách hát đó, thì tôi nghĩ rằng là khán giả đã vỗ tay cho em rất nhiều. Tôi sẽ lắng nghe ý kiến của 3 vị còn lại và chúng tôi sẽ có biểu quyết cuối cùng cho em đi làm tiếp thị hay là đi làm ca sĩ. Okay. Nhưng mà nếu mà tại sao mà vợ lại dại thế? Cho chồng đi thi hát này, nhớ chẳng may mà được vào không sợ đấy à? Không sợ mất chồng à? Nhớ nổi tiếng lên thì làm sao? Dạ tại vì con em rất thích ba hát nên nó muốn ba nó xem ba hát trên tivi ạ. À. Vậy là đi hát để làm vì con không? Ok, Hương phải nói như thế này. À, thực ra Hương rất là thích cái bài hát mà anh vừa hát. Tại vì anh hát nó rất là mộc mạc, nó rất là đơn giản, chẳng cần về kỹ thuật, cũng chẳng phải cái gì nó phức tạp màu mè gì hết. Đó là những cái gì rất là thật ở trong trái tim của anh. Và cái điều đó là cái điều mà không hiểu tại sao Hương lại cảm nhận được. Và Hương thích, Hương thích cái bài hát này. Chỉ có điều là nếu như đây là Hương nói nếu như thôi, còn mọi người thì Hương không biết. Hương nói ví dụ nhá, mà giọng hát của anh mà được gặp anh Đàm Vĩnh Hưng là anh ấy hát cái dòng nhạc này mà anh nghĩ thêm vào cho bạn những cái tức là về cái chuyên môn thì chắc chắn là bạn sẽ hoàn hảo hơn rất là nhiều. Nhưng mà tôi không hiểu sao tôi lại thích cái phần trình diễn của bạn. Và tôi thích cái sự ủng hộ của vợ bạn cũng như là con bạn đến ngày hôm nay rất là dễ thương. Wow. Nãy Linh thấy bạn hát á, là Linh có một câu trong đầu á, nó có đi lặp lại là trời ơi, có ông Nhật này em phát âm tiếng Việt giỏi dễ sợ luôn. Tại vì là nhìn anh giống như người Nhật dễ sợ luôn. Mà anh hát một cái bài rất là truyền cảm, rất là sâu sắc, rất là thích. Và nó cộng thêm với cái ngoại hình như vậy, anh thấy nó là một cái nhân tố bí ẩn. Cảm ơn bạn. Chắc là cũng nói đơn giản và ngắn thôi là đôi khi chính cái sự mộc mạc và cái sự hiền lành tạo cho người ta một cái thiện cảm. Mà cái thiện cảm đấy nó còn lớn hơn cả là cái tài năng nữa. Bởi vì tài năng thì phải gọi là kinh khủng khiếp thì mới được số đông yêu thích. Nhưng mà cái sự thiện cảm này xuất phát từ cái sự hiền lành của anh á, thì cho nhìn thấy là Hàng nghĩ là ánh mắt của tất cả mọi người nhìn anh nói riêng và vợ Nguyên của một gia đình nói chung ấy, thì sẽ cảm thấy là một gia đình rất là dìu dắt nhau đi qua cái cuộc sống như thế. Và thực lòng mà nói là chỉ lo lắng cho anh thôi là anh không thể dùng cái tình cảm này trong nguyên một cái chặng đường dài của X-Factor. Cho nên là nếu như mà hôm nay anh bước được vào vòng trong thì là mong rằng là anh đừng hát cho vui. Và ngoài cái chuyện hát vì con nữa thì phải hát vì trách nhiệm, và vì cái cuộc thi này cần những cái nhân tố bí ẩn thật sự. Bởi vì tình yêu của khán giả họ chờ đợi thật sự. Cho nên là ngoài cái chuyện mà hát cho con nghe thì phải hát cho chúng tôi nghe nữa nhé. Nên là bây giờ thì mọi người hãy cùng anh Hưng cho ý kiến đi ạ. Mình nghe bố hát rồi, nghe mẹ nói chuyện rồi, con gái có muốn nói gì không vậy? Con có thích bố con đi hát không? Con tên gì? Tại sao mà tự nhiên lại giận ban giám khảo thế? Chẳng nhìn xuống đây tí nào cả, cứ nhìn ra bên kia thôi. Con? Giận nó bởi vì lúc nãy người ta đang cầm mic mà lấy mic đi đó. À, con tên gì? Nasamase. Con có bán sushi không nào? Rồi, bây giờ chúng tôi sẽ kết thúc rất nhanh. Ok, chắc chắn là tôi đồng ý cho gia đình dễ thương này đi vào trong. Linh đồng ý. Phương cũng đồng ý để con gái của bạn có thể thấy bạn trên truyền hình. Phương đồng ý. Và Hà cũng đồng ý. Xin chúc mừng bạn. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với một nữ ca sĩ xinh đẹp và tài năng. Ngọc đang có những cái cảm xúc rất là mới, cho nên rằng là hy vọng rằng là Ngọc cũng như là tất cả các thí sinh còn lại sẽ thể hiện thật tốt phần thi của mình. Gặp toàn người quen không thôi. Rồi, hôm nay Ngọc thi bài gì? Dạ, hôm nay em lựa bài của chị Lưu Hương Giang sáng tác, đó là bài Đừng Ngoảnh Lại anh ạ. À, trước khi thi, đây là bài hát rất là hay, rất là cá tính đặc biệt. Dạ. Em phải cho mọi người biết tên em nè, rồi tuổi, rồi tất cả mọi thứ giới thiệu. Dạ, em xin phép được giới thiệu, em tên là Giang Hồng Ngọc. Năm nay em 25 tuổi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi. Cái tên này có vẻ rất là quen, không xa lạ chút nào. Nhưng mà chị muốn hỏi là tại sao em đã là một ca sĩ rồi và em cũng đã tham gia cuộc thi rồi đúng không? Dạ. Tại sao em lại đến đây để tham gia một cuộc thi cứ như là bắt đầu lại từ đầu vậy? Em thì em không có nghĩ rằng nó bắt đầu lại từ đầu, vì em nghĩ rằng là mình cũng còn trẻ, em muốn thử sức. Và đặc biệt là cái cuộc thi này, khi em coi bên US và UK thì em rất là ấn tượng, và bản thân em lại rất là muốn thử thách ở những cuộc thi. Thì cách đây 7 năm em có tham gia cuộc thi Ngôi Sao TH Truyền Hình và được giải tư. Và sau đó thực sự em cũng rất muốn đi thi lại, vì bản thân em thích được đi thi và rèn luyện mình ở trong những cuộc thi. Cho nên khi biết được chương trình Nhân Tố Bí Ẩn về Việt Nam thì em vội vàng đi đăng ký để một lần nữa thử sức và gửi đến cho tất cả quý vị khán giả. Mong rằng là sẽ ngày càng biết em nhiều hơn và ngày càng yêu mến giọng hát của em. Mời Ngọc Hà. Giờ này ngoài trời đang mưa rơi, em cô đơn nơi góc tôi, lặng lẽ đem những kỷ niệm vừa qua. Ngày em trọn vòng tay anh, đêm trôi quá nhanh có hay. Ta chia tay nhau trong tiếc nuối, vì ai hôm nay cũng có lối riêng. Con đường anh giờ đi đã không có em, anh hay cố quên. Anh hỡi, mình chót đắm say nhau rồi, thì hãy giữ cho những yêu thương và đừng ngoảnh mặt nhìn sau. Em mong anh hãy đừng quay trở lại, gửi lên lòng em cùng bao nỗi đau của ngày hôm qua khi đang cách xa anh. Hãy mang em đi cùng với kỷ niệm khoảnh khắc hạnh phúc cùng bao nỗi đau mình đã đi qua. Nay đã xa thật xa, và đừng ngoảnh mặt nhìn sâu. Em mong anh hãy đừng quay trở lại, gửi lên lòng em cùng bao nỗi đau mình đã đi qua. Nay đã cách xa anh, hãy mang em đi cùng với kỷ niệm khoảnh khắc hạnh phúc cùng bao nỗi đau mình đã đi qua. Nay đã xa thật xa. Em xin cảm ơn. Mấy năm rồi không gặp lại, em tiến bộ rất là rõ ràng, tiến bộ lắm luôn. Và cũng lâu lắm rồi anh chưa thấy ca sĩ nào có cái đôi chân đẹp như thế. À, đó là sự thật. Nói về chuyên môn, Giang Hồng Ngọc tiến bộ nhiều lắm, rất tốt luôn. Cái đoạn bỏ nhỏ rồi cái đoạn lên cao của em hoàn toàn ăn điểm. Anh rất mừng, rất vui khi một người đã nổi tiếng, một người đã đi hát nhiều năm, không có làm bẻ mặt anh chị em đồng nghiệp là tiếp tục đi thi nữa. Chúc mừng em. Hà thực sự là đắm chìm trong cái bài hát mà Giang Hồng Ngọc hát. Bởi vì thứ nhất là khi nói thì giọng rất là trầm, và giọng hát cũng rất là dày mà lên cao nó căng được như vậy cũng là rất là hiếm. Ngoài cái việc mình phải học, mình còn phải có kinh nghiệm, có nghĩa là mình phải đi hát thật là nhiều, mình mới lấy được cái kinh nghiệm để mình xử lý cái bài hát như thế. Và Hà nghĩ rằng là 25 tuổi chưa là quá muộn. Và có lẽ khi mà cái số này phát lên TV, biết đâu lại đến thời điểm mà Giang Hồng Ngọc được mọi người yêu mến nhiều hơn. Bởi vì thực sự là trước đây thì Hà nghe đến Giang Hồng Ngọc nhiều, nhưng mà chưa bao giờ nghe Giang Hồng Ngọc hát, cũng chưa bao giờ nhìn thấy là Giang Hồng Ngọc diễn ra làm sao. Thì hôm nay là lần đầu tiên, cái giây phút đầu tiên thì thực sự là Hà có một ấn tượng rất là mạnh qua bài hát này về Giang Hồng Ngọc. Em xin cảm ơn chị Hà. Linh cũng thấy chân em đẹp á. Em hát rất là chuyên nghiệp, thực ra không có chỗ nào để mà chê hết, chuyên nghiệp lắm rồi. Cách biểu diễn, giọng ca, cái bài hát rất là hay, em biểu diễn rất là hay, nên là không có lý do gì tại sao mà em không có vô vòng hai được. Dạ, em xin cảm ơn anh Linh. Chị nhớ là chị có được nghe em hát ở một phòng trà, và lúc đó thì thật sự là em không có gây ấn tượng gì cho chị cả. Nhưng mà ngày hôm nay khi chị gặp lại em, thứ nhất em đẹp hơn rất là nhiều. Em rất đẹp và em rất là tự tin trên sân khấu. Và bây giờ chị thấy tiếc là tại sao mà đến giờ này em chưa tỏa sáng. Chị nghi ngờ về điều đó. Và chị nghĩ rằng nếu như với cái khả năng của em như thế này, trong cuộc thi này thì chị chưa nói tới, nhưng mà em có rất là nhiều tương lai. Em còn tiến xa hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình với một cái hình thể đẹp như này. Mặc dù chị không thích đâu, nhưng mà chị vẫn cứ phải nói là em đẹp và chân em đẹp. Hai người đấy nói rồi chị hơi ghen tức đấy, nhưng mà chị vẫn phải nói là vì em có một người ca sĩ, nghệ sĩ mà vừa hát tốt, hát hay, bản lĩnh, mà lại có một cái hình thể đẹp như vậy thì bây giờ cũng là một cái nhân tố hiếm có. Dạ, em xin chân thành cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Rồi, vậy bây giờ cuối cùng là anh Hưng. Dĩ nhiên là đồng ý, sao vậy cậu? Đương nhiên là chị cũng đồng ý. Chị đồng ý. Đến đồng ý. Ok, chúc mừng em. Em thực sự thì trước khi vào em xin được chia sẻ đó là mặc dù đi hát rất là nhiều năm rồi nhưng mà em rất là xúc động. Vì ngồi trước khán giả thì có thể là em sẽ không rung lắm, nhưng mà trước các anh chị đồng nghiệp mà đã rất là lâu năm trong nghề và rất là nổi tiếng rồi, em thực sự em rất là hồi hộp. Và được anh chị khen em chân thành cảm ơn rất là nhiều. Nhân tố bí ẩn không chỉ dành cơ hội cho những giọng ca mới, mà còn là nơi những gương mặt cũ khám phá những khả năng còn tiềm ẩn của mình. Cho đến lúc này, có những người chưa thành công, nhưng cũng có những người đã tạo nên một sự bứt phá to lớn. Hãy cùng chào đón sự trở lại đầy mới mẻ của họ trong vòng thi tranh đấu tiếp theo. Những nhân tố bí ẩn cuối cùng sắp lộ diện. Chương trình Nhân tố bí ẩn do Đài truyền hình Việt Nam phối hợp cùng công ty Katsisa với sự đồng hành của nhãn hàng Clouzep và Sersu. Tập cuối cùng của vòng hội ngộ sẽ được phát sóng vào lúc 21:10 ngày 27/4/2014 trên kênh VTV3.